Điểm tin đề trái số 7, mời luật sư không cứu được ba bị cáo. Chào các bạn, đây là chương trình điểm tin đề trái số 7 phát sóng vào Chủ nhật ngày 15 tháng 7 năm 2018. Như thông lệ, chúng tôi sẽ điểm lại những sóng truyền thông lề trái hot nhất trong tuần này. Với mỗi sóng, chúng tôi sẽ chỉ ra những sự thật thú vị mà các bạn chưa chú ý. Sóng truyền thông số 1, giả vờ chống Trung Quốc để chống cộng. Từ ngày 24 tháng 6 năm 2018, khi Phạm Chi Lan hứng hướng sự chú ý của dư luận vào chi tiết cho thuê đất với thời hạn 99 năm trong dự luật đặc khu kinh tế, các tổ chức chống cộng đã liên tục đẩy sóng truyền thông chống Trung Quốc lên cao. Nhờ tâm lý bài chung mà sóng truyền thông này đã tạo ra, họ đã phát động được phong trào biểu tình kéo dài và phong trào phản đối các dự luật. Hai phong trào này vừa khiến quần chúng mất niềm tin vào chế độ chính trị hiện nay của Việt Nam, vừa giúp họ thu thập được nhân sự và phương tiện để tiến tới làm cách mạng đường phố, lật đổ chế độ. Trong tuần qua, dư luận bài Trung Quốc của phong trào chống đối tập trung vào hai chủ đề là các nguy cơ từ việc hợp tác kinh tế chính trị với Trung Quốc và thái độ ngoại giao của nhà nước Việt Nam đối với Trung Quốc. Chủ đề thứ nhất có liên quan mật thiết với phong trào phản đối các dự luật đặc khu kinh tế. Trong chủ đề này, trước khi bị bắt, Lê Anh Hùng viết cho Việt Nam Thời báo rằng Trung Quốc đang thâu tóm đất đai ở khu cảng cửa Việt Quảng Trị thông qua một doanh nghiệp mang tên là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Liên hiệp Quốc tế Elite Việt Trung. Ngày 5 tháng 7, Thụy My viết trên RFI tiếng Việt bằng rằng các doanh nghiệp du lịch Trung Quốc đã thâu tóm đất đai ven biển ở Sihanoukville, Campuchia, biến nơi đây thành thuộc địa. Cùng ngày, Nguyễn Quang Duy viết trên báo Tiếng Dân về việc Trung Quốc dùng tiền gián điệp để thao túng giới truyền thông, giới khoa bảng cùng các hoạt động bầu cử ở Úc, qua đó thao túng nền chính trị và lấy cắp bí mật công nghệ của Úc. Ngày 6 tháng 7, trên báo Người Việt, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phê phán sáng kiến một vành đai một con đường của ông Tập Cận Bình. Trang Bauxite Việt Nam đăng lại những bài vừa nêu và tổng hợp thêm một số bài có nội dung tương tự trên báo chí chính thống. Những nguy cơ từ việc hợp tác kinh tế chính trị với Trung Quốc là có thật. Như trang Bauxite Việt Nam thừa nhận, chuyện Trung Quốc dùng tiền và gián điệp để thao túng các cuộc bầu cử ở Úc đã được báo chí chính thống đưa trong nước đưa tin trước báo lề trái những một năm. Qua đó có thể thấy chính phủ Việt Nam ý thức rất rõ những nguy cơ từ Trung Quốc và báo chí lề trái có thể yên tâm về việc này. Ngoài ra, qua việc Trung Quốc dùng tiền và gián điệp để thao túng các cuộc bầu cử ở Úc, có thể thấy chế độ đa đảng và việc thân Mỹ không phải là phương thuốc thần để giải quyết vấn đề Trung Quốc. Do Việt Nam và Trung Quốc gắn bó chặt chẽ với nhau cả về văn hóa lẫn địa lý, việc hai nước giao thương là không thể tránh khỏi. Muốn giữ được độc lập trong quá trình giao thương, cả chính phủ, các doanh nghiệp lẫn mỗi cá nhân Việt Nam đều phải tự gia tăng thực lực của bản thân. Nếu không có thực lực thì khi thoát khỏi Trung Quốc, Việt Nam sẽ nhanh chóng lệ thuộc vào Mỹ hoặc Nga, chứ không thể độc lập. Mà trong tình thế hiện nay, các cuộc biểu tình bạo loạn hoặc nỗ lực lật đổ chế độ chỉ khiến thực lực của Việt Nam yếu đi và khiến cho nước ngoài dễ can thiệp vào tình hình chính trị Việt Nam chứ không giúp ích gì cho việc giữ độc lập. Ngoài những vấn đề vừa nêu, khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bùng phát trong tuần qua, BBC và VOA tiếng Việt bắt đầu đưa tin một cách có định hướng với chủ đề này nhằm kích động tâm lý bài chung. Cụ thể, ngày 6 tháng 7 năm 2018, Mỹ và Trung Quốc đã đánh thuế 25% lên gói hàng giá trị 34 tỷ USD của nhau, khởi đầu cho một cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Sự kiện này gây ra nhiều lo ngại cho cả giới quản lý, giới chuyên gia và giới doanh nghiệp của Việt Nam. Nhìn chung, báo chí chính thống trong nước đã phản ứng một cách hợp lý khi đưa ra đầy đủ những thông tin về cả cơ hội, thách thức lẫn các giải pháp khả thi mà Việt Nam có thể lựa chọn. Trong khi đó, hai đài nước ngoài phát sóng bằng tiếng Việt là BBC và VOA chỉ tập trung đưa tin về các vấn đề nguy cơ đến từ Trung Quốc, như nguy cơ Trung Quốc xả hàng thừa sang Việt Nam và nguy cơ hình thành các khu hợp tác kinh tế ở biên giới Việt-Trung để lắp ráp hàng Trung dán nhãn Việt nhằm thách thức thuế cao của Mỹ. BBC đưa tin về hai vấn đề này bằng ba bài liên tiếp, giống như tuyên truyền lặp đi lặp lại để khiến dư luận tin rằng việc buôn bán hợp tác với Trung Quốc sẽ làm mất chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế của Việt Nam. Dường như hai đài Anh, Mỹ là BBC và VOA đang muốn đẩy tâm lý bài chung dâng cao trở lại để tác động đến chính sách đối ngoại của Việt Nam.
đồng thời tạo cơ hội phát triển cho các phong trào biểu tình, phong trào phản đối các dự luật và các chính sách. Dù nhằm mục đích nào, đây cũng là lối đưa tin không đầy đủ và thiên lệch để định hướng độc giả mà những cơ quan truyền thông không có uy tín không nên áp dụng. Theo chúng tôi, các cơ quan truyền thông nên cho độc giả cái nhìn toàn cảnh về vấn đề để độc giả có đủ thông tin khi đưa ra quyết định, thay vì chỉ đưa ra một phần nhỏ có sự thật để kích động độc giả. Trong luồng dư luận công kích thái độ ngoại giao của nhà nước Việt Nam đối với Trung Quốc, các tổ chức cá nhân tham gia tuyên truyền chủ yếu khai thác các diễn biến trong chuyến thăm của ông Hoàng Khôn Minh. Cụ thể, ngày 6 tháng 7 năm 2018, ông Hoàng Khôn Minh, trưởng ban tuyên truyền trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã gặp ông Nguyễn Thiện Nhân tại khách sạn Rex, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi dự hội thảo lý luận lần thứ 14 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Ngày 8 tháng 7, báo Người Việt đưa tin rằng trước cuộc gặp này, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các nhân viên của khách sạn Rex đặt 1 triệu cây lớn và tắt bớt đèn điện để che đi tấm bản đồ cho thấy Biển Đông là của Việt Nam. Báo Người Việt cho biết họ nhận được tin này từ một nhân viên quan chức một viên chức ngành du lịch đề nghị ẩn danh, vì chỉ báo Người Việt mới có khả năng liên hệ với nguồn tin và bản thân họ cũng không có nguồn thứ hai để kiểm chứng. Chúng tôi không thể kết luận rằng tin tức này là thật hay giả. Trong trường hợp câu chuyện nếu trên có thật, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải chịu trách nhiệm trước công luận. Bên cạnh đó, việc viên chức ngành du lịch đã cung cấp thông tin cho báo Người Việt cũng sẽ phải chịu trách nhiệm của mình vì đã vi phạm quy chế của tổ chức. Sóng truyền thông số 2 lại biểu tình, lại phản đối các dự luật. Trong tuần trước, hướng tuyên truyền này đã bị gián đoạn, có thể do Nguyễn Quang Nga bận tham gia giảng dạy trong khóa đào tạo sợ dân sự năm 2018 của Voi. Còn nhóm luật khoa tạp chí thì bận kêu gọi người dùng Facebook chuyển sang dùng mạng xã hội Mai và Bênh vực Mai khi nảy sinh ra tranh cãi. Sang tuần này, toàn bộ hướng tuyên truyền phần nào đã được hâm nóng trở lại. Ở trong phong trào biểu tình, hàng vạn người công giáo ở ít nhất 4 giáo xứ tại giáo phận Vinh đã tổ chức biểu tình cầu nguyện để phản đối luật an ninh mạng. Phong trào phản đối dự luật đặc khu kinh tế tiếp diễn bằng luồng dư luận phản đối hợp tác kinh tế chính trị giữa Trung Quốc và Việt Nam như đã nêu trên. Phong trào phản đối luật an ninh mạng tiếp diễn bằng phong trào Dear Mark do luật khoa tạp chí phát động và một bài viết của ông Nguyễn Quang Nga.